Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay thì cập nhật tiếp cho anh chị tiến độ hạ tầng của một dự án, đó chính là khu nhà ở thương mại chợ Nhật Huy. Và trước khi đi vào chi tiết của video như thường lệ thì anh chị đừng quên ấn nút like, chia sẻ video cũng như là bấm đăng ký kênh để chúng tôi có nhiều động lực cập nhật hơn những cái dự án khác, tiến độ hạ tầng cũng như là giá trị đất tại khu vực Bình Dương để anh chị có cái lựa chọn đầu tư cho nó chính xác anh chị nhé. Và rất vui được hợp tác với anh chị trong một tương lai gần nhất. Ngày hôm nay, kính thưa anh chị và các bạn, thì dự án thương mại chợ Nhật Huy nằm trên mặt tiền của đường DT741, với vị trí này cực kỳ đắc địa, gần với nút giao thông của đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đối diện đó chính là khu vực của Định Hòa Thủ Dầu Một rồi, đó chính là khu vực của trung tâm hành chính của thành phố mới. Và di chuyển về sát bên đó chính là khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng. Cho nên rằng với cái vị trí của dự án này, rất nhiều khách hàng đợt mua đầu tiên là mua gần như là cháy hàng luôn anh chị ha. Rất là hấp dẫn ở cái vị trí này. Phía dưới đó chính là khu vực của chợ và mặt tiền hai bên kinh doanh rất là smart luôn. Và hiện tại bây giờ ngày hôm nay, tổng quy mô của cái dự án này dành cho những anh chị nào chưa mua cũng như chưa biết của dự án, đó chính là rơi tầm khoảng 4,6 hecta, cung cấp ra ngoài thị trường khoảng hơn 410 nền đất và nhà phố anh chị ha. Với cái dự án này thì anh chị nào mua cho những cái trục đường chính ở cái dự án này thì có hai cổng vào anh chị ha. Thì nó sẽ có là những cái tuyến đường cách quy hoạch của đường Hòa Lợi như là 247, hoặc là một số cái tuyến đường cục trục chính thì anh chị phải xây nhà mới ra sổ anh chị ha. Cho nên rằng anh chị nào hỏi cho em về cái pháp lý hiện tại bây giờ thì trong dự án này thì anh chị đã được phép xây dựng nhà ở rồi, và trường học anh chị quan sát thấy cũng đã đi vào hoạt động rồi anh chị ha, trường mầm non anh chị. Và cái mặt tiền của đường Hòa Lợi 216 thì cũng có rất nhiều anh chị đã xây dựng nhà để ở trong này luôn. Đó, anh tí xíu anh chị sẽ quay xem hết video thì chúng ta sẽ thấy được toàn cảnh ở bên dưới luôn. Tôi có quay ở bên dưới những căn nhà họ đã vào ở rồi, và cái mẫu nhà cho anh chị tham khảo luôn. Phía trước này thì cũng có một số căn mặt tiền của đường DT741, chủ đầu tư cũng như là bên công ty, những khách hàng đã mua cũng đã xây dựng và đang cho thuê làm văn phòng công ty bất động sản cũng như một số công ty khác anh chị ha. Và phía trong tôi quan sát thấy thì khu vực của chợ kiosk cũng đã xây dựng xong, và kiosk đó thì cũng đang cho thuê, và cũng đợt vừa rồi thì chủ đầu tư cũng bán lại theo cái thời gian quy hoạch là chợ anh chị thương mại dịch vụ, cho nên rằng chúng ta chỉ mục đích là kinh doanh thôi đó. Thì với cái dự án này diện tích khá là đa dạng, từ 60 70 cho tới 80 mét vuông, có những lóc bên trong cũng rơi tầm khoảng 100 cho tới 110 120 mét vuông lận, cho nên cũng rất đa dạng cái sự lựa chọn cho anh chị. Và với cái dự án này hiện tại chủ đầu tư cung cấp thì cũng đã có sổ con từng nền rồi anh chị ha, đã tách thửa từng nền và có sổ con đứng tên chủ đầu tư rồi, cho nên là cái thời gian bàn giao sổ mà chuyển nhượng cho khách hàng thì anh chị phải liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư, tại vì cái này nó nằm trong cái quyền quyết định của chủ đầu tư. Còn bên Sở Tài nguyên thì đã cung cấp cái sổ con từng nền, đã tách xong rồi, đã đóng tiền thổ cư, thì còn lại cái thời gian là chủ đầu tư nộp cái hồ sơ nghiệm thu hạ tầng khi nào và đủ điều kiện chuyển nhượng khi nào. Còn vướng mắc gì hay không thì anh chị hãy liên hệ với chủ đầu tư để được giải đáp cho anh chị chính xác về cái mốc thời gian. Còn nếu đã trễ so với cái thời gian hợp đồng nguyên tắc mà anh chị ký với chủ đầu tư thì chúng ta sẽ lên trực tiếp tập hợp lại để chốt lại cái ngày chính xác là cái ngày nào với chủ đầu tư, thì chúng ta mới biết được cái thời gian bàn giao ra sổ con. Chứ thực tế là nó không nằm trong cái quản lý của bên nhà nước, là chính xác cái thời gian nào thì chúng ta cũng không biết. Đa số nhà nước cũng sẽ chia sẻ cho anh chị là đi về liên hệ với chủ đầu tư để chủ đầu tư nộp cái hồ sơ tiếp tục những cái bước tiếp theo thì mới được. Thì nếu như anh chị nào mà đã mua trong cái dự án này thì cũng thứ nhất cũng chúc mừng anh chị về cái dự án này, thì cũng ít nhất là nó đã được quyền xây dựng nhà ở trong này rồi, cho nên rằng về pháp lý cũng được 80-90% cái thời gian là cái tiến độ ra sổ rồi. Còn những anh chị nào mà còn mua mà đang còn đợi chờ hoặc là đang có nhu cầu xây dựng nhà ở thì cứ liên hệ chủ đầu tư và chúng ta xây dựng đúng mẫu nhà chị ha. Trong giai đoạn này phải xây dựng đúng mẫu nhà, kết cấu cũng như là khoảng trước lùi sau theo cái giấy phép xây dựng thì anh chị mới được quyền xây dựng. Thì như anh chị quan sát thấy, một cái dự án 1/500 được quyền xây dựng rồi thì nó sẽ có thứ nhất vỉa hè cây xanh đầy đủ, tất cả hạ tầng kỹ thuật là đã phải đảm bảo về cái nghiệm thu phải chính xác về hạ tầng kỹ thuật anh chị ha. Còn những cái dự án được trước tôi quy hoạch cho anh chị đó là giấy phép xây dựng của hạ tầng kỹ thuật thôi, còn giấy phép xây dựng nhà, mẫu nhà nó phải có, nó rất rõ như thế này anh chị ha.
mẫu nhà được quyền xây dựng thì những anh chị nào được quyền bàn giao nền thì nó phải hạ tầng đầy đủ như thế này thì anh chị mới xây và ở được chứ. Giờ tôi hỏi anh chị một cái dự án, nếu mà anh chị xây dựng mà chưa có đi, chưa được đi đường điện, chưa đi cáp, chưa có đi cả hệ thống đèn chiếu sáng nữa thì anh chị xây dựng nhà đó ở làm sao được ạ? Đúng không ạ? Thì cho nên rằng nếu anh chị nào nói tôi là dự án nào có giấy phép xây dựng rồi, đó là giấy phép xây dựng của cái dự án hạ tầng kỹ thuật thôi. Còn nếu như anh chị nói cung cấp đầy đủ, thứ nhất là mẫu nhà, giấy phép xây dựng thì anh chị được quyền xây dựng vào. Và cái thời gian chính xác, mốc thời gian khi nào thì anh chị liên hệ với công ty và chủ đầu tư anh chị ha. Cái này thì nó phụ thuộc vào chủ đầu tư rất là nhiều và các công ty. Cho nên rằng là chúng ta biết thông tin chính xác nào thì chúng ta phải lên hỏi, hỏi các bước của pháp luật rồi, các bước trình tự của một dự án rồi, thì chúng ta hỏi về mốc thời gian thì chỉ có liên hệ với chủ đầu tư thôi. Chứ còn không thể nào mà bên nhà nước cung cấp cho chúng ta được cái thời gian chính xác. Đó, anh chị hiểu về cái vấn đề pháp lý của một dự án 1/500 anh chị ha. Và trường học cũng đã xây dựng và đã đi vào hoạt động cũng rất là đẹp, dễ thương. Tôi thấy cái trường này cũng chiều là cũng có học sinh, giáo viên là bố mẹ đưa rước hết rồi. Đấy, cho nên rằng dự án này là một dự án đẹp, nếu mà tiếp tục được cái dự án bước tiếp theo và chuyển nhượng cho khách hàng nữa đó là điều tuyệt vời. Còn những anh chị nào mua trục chính của dự án thì nhớ là phải xây nhà đúng theo mẫu thì mới ra sổ nha, nhà hoàn công anh chị nha. Còn những lô đất ở mặt đường nhỏ trục nhánh thì đó là bàn giao đất cho anh chị. Thì cứ chúc anh chị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Có bất cứ thắc mắc hoặc là nhu cầu tìm kiếm định giá, quảng cáo, review về bất động sản thì anh chị liên hệ trực tiếp qua số hotline. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.